Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ông Bùi Đình Bắc ở xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên xử lý kỹ thuật cho nhãn ra hoa sớm, hiện đã cho thu hoạch. Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định phát triển điện năng lượng mặt trời. Hiệu quả tổ tự quản vệ sinh môi trường ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Cảnh giác trước thông tin muối hồng Himalaya có thể chữa được bệnh dịch tả lợn châu Phi gây hoang mang cho nhiều hộ nông dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình hiện có gần 40 làng nghề với khoảng 9.400 cơ sở và hộ gia đình tham gia sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 26.000 lao động. Một số nghề thủ công truyền thống có giá trị sản xuất cao, góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương như chạm bạc Đồng Sâm, mây tre Thượng Hiền, đồ gỗ mỹ nghệ. Để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, Kiến Sương khuyến khích các xã, thị trấn mở rộng và phát triển các nghề, làng nghề hiện có, đồng thời tích cực du nhập nghề mới về địa phương, xây dựng và hình thành các điểm công nghiệp làng nghề, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh vào các điểm sản xuất tập trung để liên kết sản xuất, hạn chế gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, từng bước gắn phát triển làng nghề truyền thống với du lịch sinh thái. Nhờ biết cách xử lý kỹ thuật cho nhãn ra hoa đậu quả sớm, hiện nay ông Bùi Bình Bắc ở thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã có nhãn bán được giá cao. Ông Bùi Bình Bắc thực hiện xử lý kỹ thuật cho nhãn ra hoa đậu quả theo ý muốn từ vụ nhãn năm 2018. Với 30 cây nhãn Hương Chi đã trồng được 10 năm nay trên diện tích 3 sào vườn, ông Bắc giải vụ thành 3 trà gồm trà sớm, trà trung và trà muộn. Ông Bắc chia sẻ, để nhãn ra hoa, theo ý mình cần nắm chắc được quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Sau 2 năm thực hiện, 30 cây nhãn của ông Bắc đều ra hoa đậu quả đúng như ông mong muốn. Từ trước giờ thì được mùa thì mất giá. Từ cái suy nghĩ đó là chúng tôi phải làm thay đổi cái thời vụ đi. Để nó được mùa mà lại được giá cơ. Chính vì vậy là mình phải thay vụ giá sớ, thời vụ chính mà nó khắc nghiệt về thời tiết, không thụ phấn được, không tạo quả được thì khả năng là tăng 2, rồi tôi làm tăng 3, 6, tăng 2, 20 ngày. Chẳng có lý do gì, 3 tăng mà thời tiết nó đều xấu cả, kiểu gì cũng sẽ được. Ví dụ như nhà tôi 30 cây, cần đến 10 cây như bây giờ là tôi cũng đủ được vài chục triệu rồi. Hiện nay, 10 cây nhãn sớm của ông Bắc đã cho thu hoạch, quả nhãn cùi dày, giòn, dễ bóc, sắc nước, hạt nhỏ, vỏ mỏng, mã quả đẹp. Hiện thương lái đã đến tận vườn đặt mua với giá 45.000 đồng một kg. Ước tính 10 cây nhãn sớm của ông Bắc sẽ cho thu khoảng 1,5 tấn quả, tương đương với 60 triệu đồng. Đã xác định trồng nhãn là nên đi vào thâm canh. Mà đã là xác định trồng nhãn mà có năng suất cao thì phải bấm tỉa, thừa thoáng rồi. Vừa khỏe cây, vừa quả tốt, bán được giá. Đến giờ phút này là chúng tôi đang thu hoạch thì trước khi một tháng là tôi phun mà cách đi đến nay là một tháng rồi. Tôi xem quy định là thường là cỡ khoảng độ 7 đến 10 ngày. Thì cách đi đây tôi cách đi 30 ngày rồi cơ mà. Không ngại gì cả. Cùng với việc thu hoạch và chăm sóc nhãn trà sớm, ông Bắc đang tiến hành chăm sóc nhãn trà muộn sẽ cho thu hoạch vào mùa đông năm nay. Từ sự hỗ trợ của người cao tuổi tỉnh Hải Dương với Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế đã hình thành các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với sự tham gia của nhiều hội viên người cao tuổi. Các thành viên trong từng câu lạc bộ cùng giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đây được đánh giá là mô hình hay và hiệu quả nhất của Tổ chức Người cao tuổi tỉnh Hải Dương trong thời gian gần đây. Theo đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương, dự kiến trong năm 2019 này sẽ thành lập mới 23 câu lạc bộ, nâng tổng số câu lạc bộ liên thế hệ trong toàn tỉnh lên con số 60. Trong số 23 câu lạc bộ này, hiện nay 17 câu lạc bộ đã ra mắt, 6 câu lạc bộ còn lại sẽ ra mắt trong quý 3 năm nay. Trong đó, có câu lạc bộ cộng đồng bệnh nhân Phong Chí Linh. Với 8 nội dung hoạt động, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi, các tổ chức quốc tế và chính quyền các cấp đánh giá là mô hình đem lại lợi ích thiết thực nhất cho người cao tuổi. Tất cả các hoạt động của câu lạc bộ đều hướng tới mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, giúp họ sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, các chương trình tiết kiệm điện, đặc biệt là việc đẩy mạnh phát triển điện năng lượng mặt trời áp mái là giải pháp hữu hiệu để ngành điện lực tỉnh đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác cung ứng điện trong mùa nắng nóng.
thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Nam Định, Điện lực Ý Yên đã hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về chương trình lắp đặt điện mặt trời áp mái, đảm bảo cung ứng điện an toàn hiệu quả trong mùa nắng nóng. Đối với việc sử dụng điện mặt trời áp mái, tổng sản lượng điện đã phát lên lưới điện của điện mặt trời là 4.389 kWh một tháng. Để đẩy mạnh phát triển điện mặt trời áp mái, Điện lực Ý Yên tăng cường tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn về mặt kỹ thuật, thủ tục pháp lý, thủ tục đấu nối công tơ hai chiều, cơ chế thanh toán hai chiều cho các hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Hiệu quả của chương trình điện mặt trời áp mái đã được kiểm chứng trong thực tế, nên một số hộ gia đình trên địa bàn huyện Ý Yên đã tự đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Sự đồng thuận, chia sẻ, hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện và việc ứng dụng, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái của các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện Ý Yên thực sự đã mang lại hiệu quả thiết thực, giảm áp lực, hạn chế việc quá tải, sự cố điện trong mùa nắng nóng. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt các cấp học, Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 12 toán 1, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, luôn quyết tâm nỗ lực học tập với kết quả xuất sắc. Em vừa bổ sung vào bảng thành tích của mình tấm huy chương bạc Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương. Với thành tích này, Quân là học sinh thứ hai của trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên đạt giải tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của Nguyễn Minh Quân ở thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ luôn ngập tràn niềm vui bởi thông tin em là một trong 7 học sinh Việt Nam đạt huy chương bạc Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương. Sinh ra và lớn lên trong gia đình cả bố và mẹ đều là giáo viên tiểu học. Ngay từ khi còn nhỏ, Quân đã được cha mẹ quan tâm, dạy dỗ và định hướng học tập. Trong suốt 12 năm học, Quân luôn là học sinh giỏi toàn diện và giành được rất nhiều giải thưởng. Tôi và nhà tôi thì là vẫn luôn luôn nói với cháu rằng là đây cũng là cái kết quả cả một cái quá trình học tập của con. Thế nhưng mà đây là cái thành công bước đầu, không được ngủ quên ở trên cái thành công đó, mà phải là tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện để làm sao mà mình chiếm lĩnh được các cái kiến thức đỉnh cao. Ngay từ lớp 10, Quân đã được gọi vào đội tuyển học sinh giỏi tin học. Năm 2018, khi là học sinh lớp 11, Quân giành giải nhì quốc gia môn tin học, vượt qua vòng tuyển chọn và được đi thi Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương. Tại kỳ thi này, Quân là thí sinh đạt điểm cao thứ 8 trong tổng số thí sinh Việt Nam tham gia. Em nghĩ để học tốt được môn tin thì cần khả năng tự học rất là tốt và cần có một người thầy có tâm huyết chuyên môn để chỉ dạy bảo ban mình từ những bước đầu tiên. Em cũng cần nền tảng toán rất tốt và cần tiếng Anh để đọc tài liệu và đọc đề của nước ngoài. Với những thành tích như vậy, Quân không chỉ nhận được nhiều khen thưởng mà còn được ưu tiên không phải tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển thẳng vào các trường đại học. Không thỏa mãn với những kết quả này, Quân vẫn miệt mài ôn luyện, tiếp tục được chọn dự thi Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương năm 2019 và xuất sắc giành huy chương bạc. Trong quá trình học tập trong tuyển học sinh giỏi môn tin thì em Quân là người rất là chủ động trong cái việc học tập, tìm kiếm tài liệu qua các nguồn khác. Ví dụ như em tìm qua internet hoặc em có thể hỏi bài, trao đổi bài với các bạn ở các nơi, có thể các tỉnh và thậm chí là những cái ở trên các diễn đàn ở trên toàn thế giới. Thì em mới là người chăm chỉ, chủ động và tôi thấy em từ ngay từ lớp 10 em mới đã có ý thức rèn luyện mình. Thành tích của Quân không chỉ là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực của bản thân em, các thầy cô giáo góp phần làm giàu truyền thống trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên mà còn là động lực cho các học sinh nỗ lực vươn lên để giành thành tích cao trong học tập. Năm học 2019-2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định hướng đến mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo và ngành y tế triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Trong đó, các cơ sở giáo dục coi công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là nhiệm vụ thường xuyên,
là một trong những chỉ tiêu thi đua khen thưởng hàng năm. Bảo hiểm xã hội tỉnh đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để cấp cho các trường học, giúp các trường chủ động nâng cao trong việc đảm bảo chất lượng y tế trường học, cũng như đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật, bảo hiểm y tế, nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của mỗi học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh. Để rèn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong những ngày hè, nhiều phụ huynh trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã chủ động phối hợp với bể bơi của trung tâm huyện mở lớp dạy bơi cho trẻ em. Qua đó đã giúp cho các em rèn luyện thân thể và kỹ năng phòng chống đuối nước. Mỗi khi mùa hè đến, tai nạn đuối nước luôn là nỗi lo thường trực của các bậc phụ huynh. Bởi vậy, với mong muốn phòng ngừa tai nạn đuối nước cho các em nhỏ, ngay khi kỳ nghỉ hè chuẩn bị bắt đầu, nhiều phụ huynh tại thị trấn huyện Khoái Châu đã phối hợp với bể bơi tại trung tâm của huyện tổ chức dạy bơi kỹ năng bơi cho trẻ. Trung tâm hiện có 2 hồ bơi với diện tích 200m2 và 150m2, kinh phí đầu tư trên 1 tỷ đồng. Sau gần 5 năm đi vào sử dụng, mỗi ngày bể bơi thu hút từ 300 đến 400 lượt người đến bơi. Giá vé trẻ em là 20.000 đồng và giá vé đối với người lớn là 30.000 đồng một lượt, giúp các em có khu vui chơi lành mạnh, bổ ích. Tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đứng trước tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, huyện đã đẩy mạnh nhân rộng mô hình tổ tự quản vệ sinh môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đến nay, trên địa bàn huyện Vũ Thư đã có trên 30 xã thành lập tổ thu gom rác thải hoạt động theo mô hình tự quản, với trên 450 thành viên tham gia. Tùy đặc điểm của từng xã mà các tổ vệ sinh môi trường tự quản chủ động bố trí sắp xếp lịch thu gom rác vào một số ngày cố định trong tuần. Từng gia đình tự giác thu gom rác thải và đặt đúng nơi quy định, sau đó tổ tự quản sẽ thu gom lại và vận chuyển tới các bãi rác tập trung. Hoạt động của các tổ thu gom rác thải không chỉ xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp, mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân với việc bảo vệ môi trường và cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Ước tính mỗi năm, lượng rác thải nhựa đủ để phủ kín 4 lần bề mặt trái đất. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi gia đình người Việt đang sử dụng 1kg túi ni lông trên một tháng. Rác thải nhựa đang gây tác động tiêu cực lên hệ sinh thái, lên môi trường sống và sức khỏe của con người. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để thấy rằng hành động nhỏ của mỗi cá nhân sẽ góp phần làm hạn chế tình trạng này. Túi ni lông từ lâu đã trở thành vật dụng phổ biến trong cuộc sống thường ngày. Chúng xuất hiện mọi nơi, mọi lúc, nhất là tại các khu chợ truyền thống. Bởi nhiều ưu điểm, bền, tiện dụng, giá thành thấp, nên cả người bán, người mua hàng đều ưu tiên sử dụng. Nhưng đi ngược lại với thói quen ấy, từ nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Minh Châu lại dùng chiếc xe đẩy này để đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông. Rau rồi là chuối, cái thứ là tôi bỏ vào cái xe này luôn, không phải dùng túi ni lông nữa, tại vì nó ô nhiễm môi trường mà. Tôi nghe đài báo nói nhiều là túi ni lông nó không tiêu hủy được. Còn tại quán ăn này, rất khó để tìm thấy sự xuất hiện của đồ nhựa và túi ni lông. Bát giấy, cốc giấy và ống hút thì làm từ thân cây cỏ hoặc cám gạo. Chúng đều được dùng một lần, hoàn toàn không chứa chất bảo quản. Và quan trọng nhất là có thể tự phân hủy mà không làm hại ra môi trường. Thì bây giờ những cửa hàng nhanh thường họ sử dụng rất là nhiều bao bì ni lông và nó phục vụ cho cái sự tiện lợi của khách hàng trên hết. Nhưng mà ở cửa hàng chúng tôi thì cũng hướng đến sự tiện lợi và cả sự thân thiện đối với môi trường nữa. Nên là ngay từ đầu thì chúng tôi đã sử dụng tất cả những cái bao bì đều là làm từ giấy, ống hút làm từ cỏ, ống hút làm từ bột gạo. Nó cũng phục vụ được cho nhu cầu của khách hàng nữa. Ống hút có dùng tiện lợi hơn với lại đảm bảo sinh an toàn hơn, nhà hàng nên sử dụng ống hút bằng cỏ này. Dù biết rằng để thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần là một hành trình dài, nhiều khó khăn, nhưng đến nay đã có không ít người, đặc biệt là các bạn trẻ với những cách làm sáng tạo, đã sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế đồ nhựa và túi ni lông. Đây cũng là cách để đồng thuận với phong trào chống rác thải nhựa đang được phát động tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tôi sử dụng ống hút bằng tre thay thế cho ống hút bằng nhựa. Mỗi ngày quán thì có khoảng 70-80 khách. Đấy thì mỗi ngày mà tiết kiệm được 70-80 cái ống nhựa thải ra môi trường, tôi nghĩ đấy là cũng gọi là sức mình nhỏ thì mình góp phần nhỏ để bảo vệ môi trường.
Mới đây tại lễ ra quân toàn quốc chống rác thải nhựa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và từng gia đình hãy nói không với túi ni lông, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Chúng ta phấn đấu đến năm 2021, các cửa hàng, các chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Qua đó kêu gọi các tổ chức cá nhân trong nước đưa Việt Nam thoát khỏi vị trí thứ tư thế giới về phát sinh chất thải nhựa. Vì tiện lợi, giá thành rẻ mà các sản phẩm từ nhựa, túi ni lông được sử dụng tràn lan. Đây cũng chính là tác nhân gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của con người. Tại huyện Ân Thi, các sản phẩm nhựa được sử dụng phổ biến bày bán tràn lan với giá thành rất rẻ. Thực tế, theo quan sát tại một số chợ, tại các xã Nguyễn Trãi, Hoàng Hoa Thám, Quang Vinh và thị trấn Ân Thi, tình trạng người dân sử dụng túi ni lông để đựng đồ ăn, thức uống rất phổ biến. Hậu quả là các điểm bãi tập kết rác thải cũng trở nên quá tải vì rác thải nhựa. Điều đáng nói, đây là loại rác thải độc hại, có thời gian phân hủy rất chậm. Vì vậy, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi thói quen sử dụng, tái sử dụng hoặc tái chế sản phẩm làm từ nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và đặc biệt là không vứt rác thải nhựa bừa bãi ra môi trường sống là một trong những việc làm cần nhất hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân, nhất là người già và trẻ em. Đặc biệt, nắng nóng là nguyên nhân gây ra các bệnh về tiêu hóa, hô hấp, tim mạch. Nhằm tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh mùa nắng nóng tại các cơ sở y tế, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh, phục vụ cho người dân. Tại Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, một trong bốn bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có chức năng khám, điều trị cho người bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Những ngày bình thường, số bệnh nhân điều trị nội trú tại đây trung bình từ 250 đến 300 người. Tuy nhiên, vào thời điểm nắng nóng cao độ, lượng bệnh nhân đến thăm khám luôn tăng từ 10 đến 15%. Để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, ngay từ khi thành lập, bệnh viện đã chủ động lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ tại 100%, các khoa phòng, hệ thống quạt thông gió, quạt mát, nước uống, nước sinh hoạt cũng được bố trí khoa học và hợp lý. Bắc Ninh hiện có gần 10 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, các trung tâm y tế tuyến tỉnh và 8 trung tâm y tế tuyến huyện, 4 bệnh viện tư nhân cùng nhiều cơ sở y tế có chức năng khám, chữa, đảm bảo tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn và một số tỉnh lân cận. Trước tình hình thời tiết nắng nóng, gay gắt, nhiệt độ tăng cao những ngày hè, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phòng chống nắng nóng cho người dân khi đến khám và điều trị. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook rộ lên thông tin loại muối hồng Himalaya có thể chữa được bệnh dịch tả lợn châu Phi. Một số người chia sẻ thông tin, nhờ sử dụng muối hồng Himalaya trộn với cháo cho lợn ăn, có tác dụng tăng sức đề kháng, thậm chí là chống lại được dịch tả. Việc thổi phồng thần dược chữa dịch tả lợn châu Phi trên các trang mạng xã hội đã khiến cho nhiều nông dân thấp thỏm. Trước đó, một số tài khoản Facebook còn dẫn chứng nhiều hộ dân ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nấu cháo muối hồng cho lợn ăn. Đàn lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi đã khỏe lại. Trên thực tế, đến thời điểm này, các nhà khoa học vẫn khẳng định dịch tả lợn châu Phi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, đồng thời khuyến cáo muối hồng Himalaya không phải là thần dược như những lời quảng cáo của các nhà phân phối trên mạng xã hội. Vì vậy, nông dân cần hết sức cảnh giác trước những lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội để tránh những thiệt hại về kinh tế. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình, Công an thành phố Ninh Bình đã mở đợt cao điểm tăng cường tuần tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích trên địa bàn thành phố. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 20 tháng 4 năm 2019. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố tập trung tổ chức ra quân kiểm tra tại các tuyến giao thông chính trên địa bàn, nơi có lưu lượng người và phương tiện tham gia đông đúc. Đã phát hiện tiến hành lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối với 39 trường hợp lái xe ô tô, phạt tiền gần 315 triệu đồng. Thời gian tới, Công an thành phố Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông với chủ đề đã uống rượu bia, không lái xe. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.